Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi, xác định rõ việc lấy ý kiến lần này là cần thiết và cấp bách, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố. Và các tổ chức thành viên cũng đã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, áp dụng nhiều hình thức để tổng hợp đầy đủ ý kiến của nhân dân. Đây là hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi vừa được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức vào ngày 9 tháng 2 vừa qua. Với sự tham gia đông đủ của đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở, hội nghị đã một lần nữa nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc lấy ý kiến nhân dân lần này, không chỉ thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân mà còn đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và tính khả thi khi luật thông qua. Sẽ lấy cái địa bàn khu dân cư là một cái điểm để mà triển khai trong dân bằng hình thức là tổ chức hội nghị và cũng như là cái thông qua cái mạng Zalo nội bộ chúng tôi đã triển khai để từ đó có tham gia lấy ý kiến tham gia nhiều cái thành phần rồi chúng tôi sẽ tập hợp sàng lọc bám sát vào chính cái nội dung và theo cái kế hoạch hướng dẫn của mặt trận thành phố để mình triển khai mang cái tính chất toàn diện hơn về các cái vấn đề liên quan đến đất đai lần này đặt ra. Việc tổ chức lấy ý kiến này được tiến hành dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm theo đúng phương thức tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời, đội ngũ cán bộ cơ sở sẽ tổng hợp đầy đủ chính sách, khách quan các ý kiến đóng góp của nhân dân để phản ánh kịp thời gửi đến Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. Đối với địa bàn xã thì Hòa Liên thì triển khai nhiều dự án cho nên cái những vấn đề liên quan đất đai là bà con rất là quan tâm. Cho nên là sau khi cái tiếp thu cái kế hoạch của thành phố thì mặt trận Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã sẽ về xin ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy và sẽ tổ chức cái hội nghị tổ chức cái lấy ý kiến đối với các cái thành phần trong toàn thể nhân dân và trong đó thì chúng tôi sẽ đặc biệt sẽ mời các đồng chí là lãnh đạo của nguyên mặt trận xã, nguyên chủ tịch, phó chủ tịch mặt trận xã phường, xã để dự, rồi các đồng chí là các đồng chí là nguyên lãnh đạo của xã mà đã từng công tác tại địa phương và bây giờ đã nghỉ hưu về để các đồng chí là sẽ có nhiều ý kiến, rồi các cái chúng tôi cũng sẽ mời các cái vị chức sắc tôn giáo, rồi các cái thành phần trí thức trong xã hội. Để việc tập hợp lấy ý kiến của nhân dân hiệu quả, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã đăng tải toàn văn dự thảo luật đất đai sửa đổi và các nội dung thông tin có liên quan cần lấy ý kiến nhân dân trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tại địa chỉ website http://mattran.danang.gov.vn. Đối với hội nghị lấy ý kiến các tổ chức thành viên, tổ chức xã hội nghề nghiệp, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận huyện, các nhân sĩ trí thức, nhà khoa học, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo trên địa bàn thành phố, dự kiến diễn ra từ ngày 15 tháng 2 đến 27 tháng 2.